Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Học tập đạo đức Hồ Chí Minh, quan chức càng học thì càng hư, càng học càng ăn cắp thì học để làm gì. Chuyện nghi phạm cướp tiệm vàng ở tỉnh Trà Vinh, ông Nguyễn Văn Tam, từng là trưởng phòng nghiệp vụ của Tổ chức Thi hành án Dân sự thuộc Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Trà Vinh, là vấn đề không bình thường của bộ máy nhà nước Việt Nam. Bản tin của tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 7 tháng 10 với tiêu đề Kẻ cướp tiệm vàng từng là trưởng phòng thi hành án tỉnh Trà Vinh cho hay. Vào ngày 7 tháng 10, nguồn tin từ Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đang điều tra vụ cướp xảy ra tại tiệm vàng Toàn Huỳnh Châu, đường Lê Lợi, thành phố Trà Vinh. Theo nguồn tin, nghi phạm Nguyễn Văn Tam từng là trưởng phòng nghiệp vụ và Tổ chức Thi hành án Dân sự thuộc Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Trà Vinh đã xin nghỉ việc từ ngày 1 tháng 6 năm 2023. Vụ cướp tiệm vàng được báo chí trong nước loan tin rộng rãi. Được biết, Nguyễn Văn Tam đang thiếu nợ rất nhiều nên đi cướp tiệm vàng vừa kể trên nhưng bất thành và đã bị bắt giữ. Dư luận mạng xã hội đánh giá rằng người ta đói thì đầu gối phải bò, xong việc một cựu quan chức trong ngành tư pháp cấp tỉnh ở Trà Vinh lại đi ăn cướp theo đúng nghĩa đen là một câu chuyện rất hy hữu. Trên thực tế, tình trạng quan chức các ngành công an, kiểm soát, tòa án ở Việt Nam công khai ăn cướp chấn lột giữa thanh thiên bạch nhật với thân nhân các bị can, bị cáo ở chốn công đường là điều quá phổ biến. Cho nên các quan chức trong bộ máy tư pháp có thấy ai nghèo bao giờ đâu. Ngược lại, thậm chí là họ rất giàu. Dựa theo triết lý của chùm xã hội đen Nam Cam, khi nói về ngành tư pháp ở Việt Nam rằng những gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền, thì có thể thấy rõ tình trạng trên. Song quan trọng hơn, công luận thấy rằng kẻ gây án Nguyễn Văn Tam, từng là trưởng phòng thuộc Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Trà Vinh, chắc chắn đã tham gia nhiều đợt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ tháng 3 năm 2003 cho đến nay ở Việt Nam, Đảng và chính quyền đã liên tục yêu cầu toàn đảng, toàn dân phải học tập tư tưởng, đạo đức của ông Hồ Chí Minh. Mới nhất vào tháng 2 năm 2023, Đảng ủy khối các cơ quan trung ương lại ra kế hoạch số 99 chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện, đẩy mạnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây được coi là một nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, nhằm ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Ông Nguyễn Văn Tam đang tấn công chủ tiệm vàng. Nhưng kết quả của cuộc vận động, dư luận cho rằng các quan càng học thì càng hư, càng học nhiều thì càng thêm nhiều lãnh đạo lộ mặt tham nhũng. Từ Sài Gòn, một lãnh đạo ngành tuyên giáo đã nghỉ hưu nói với Thời báo chấm D với điều kiện ẩn danh như sau. Càng đẩy mạnh học tập làm theo tấm gương Hồ Chí Minh trong các cơ quan nhà nước thì càng có nhiều cán bộ bị bắt, bị khởi tố vì tham nhũng và tham nhũng thì càng nhiều hơn. Các tài liệu chính thức từ phía cơ quan như Viện Kiểm sát, Cơ quan Điều tra Công an, Tòa án đưa ra đều chứng minh cho thấy sự xuống cấp toàn diện với các vụ án rất khủng khiếp. Người dân không thể tưởng tượng được. Theo tờ báo Thanh tra Online, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2023 đã có tới 459 vụ án về tham nhũng. Các chức vụ trong ngành tư pháp đã bị khởi tố tăng gần 110% so với cùng kỳ của năm ngoái. Còn Bộ Công an mới đây đã công bố, kể từ đầu năm đến nay, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kỷ luật hơn 100 tổ chức đảng, hơn 3.600 đảng viên, kiến nghị xem xét xử lý hành chính 232 tập thể và 1.146 cá nhân. Một cảnh sát Việt Nam đứng trước một pano vận động học tập đạo đức Hồ Chí Minh ở Hà Nội. Rõ ràng các hoạt động học tập làm theo tấm gương Hồ Chí Minh chỉ tiêu tốn ngân sách của nhà nước, bởi kết quả của hoạt động này luôn là cán bộ càng học thì càng hư, quan chức càng học càng ăn cắp và tham nhũng tài sản, tiền bạc của nhà nước. Vậy mà Đảng Cộng sản Việt Nam lại lấy việc học tập đạo đức Hồ Chí Minh ra làm tiêu chuẩn thì đúng là lợi bất cập hại.
Do đó, việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là điều hoàn toàn không có lợi cho việc xây dựng và phát triển đất nước. Ngược lại, nó còn là con đường sản sinh ra những lãnh đạo độc tài có thể hủy diệt cả một quốc gia, dân tộc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Học tập đạo đức Hồ Chí Minh, quan chức càng học thì càng hư, càng học càng ăn cắp thì học làm gì. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tập Cận Bình sang thăm Hà Nội để siết chặt vòng cương tỏa đối với lãnh đạo Việt Nam. Vào ngày 6 tháng 10, một hãng tin quốc tế cho hay Việt Nam và Trung Quốc chuẩn bị chuyến thăm Hà Nội của ông Tập Cận Bình vào tháng tới. Đây là một thông tin không bất ngờ vì trước chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Biden đã có những đồn đoán như vậy. Theo hãng tin quốc tế này, các quan chức Việt Nam và Trung Quốc đang chuẩn bị cho chuyến thăm có thể diễn ra của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Hà Nội vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 tới đây. Nhưng cũng có ý kiến cho biết chuyến thăm này vẫn chưa được thông báo, vẫn có thể bị hủy hoặc hoãn lại. Tuy nhiên, các công tác hậu cần đã được xúc tiến. Trong cuộc họp báo vào hôm 5 tháng 10 tại Hà Nội, khi được hỏi về chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tới Hà Nội, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thị Thu Hằng đã nói như sau: tất cả các hoạt động ngoại giao quan trọng của Việt Nam sẽ được thông báo cho các bạn khi thích hợp. Nghĩa là phía Việt Nam cũng chưa chắc chắn và không mấy mặn mà với chuyến thăm này. Trung Quốc và Việt Nam chuẩn bị cho chuyến thăm Hà Nội của Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng tới. Được biết, Trung Quốc đã cử một đoàn công tác đến thủ đô Hà Nội để chuẩn bị chỗ ăn, chỗ ở cho phái đoàn của ông Tập Cận Bình. Cụ thể, nhóm công tác của Trung Quốc đang sắp xếp để đặt tới 800 phòng tại các khách sạn ở Hà Nội. Con số đó đã cho thấy tầm mức và quy mô hùng hậu của chuyến thăm cấp nhà nước của ban lãnh đạo Bắc Kinh lần này. Tin cũng cho biết thêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị cũng đã có kế hoạch tới thăm Hà Nội vào giữa tháng 10 tới đây để hoàn thiện tuyên bố chung giữa hai nước. Vấn đề là chuyến thăm sắp tới của ông Tập Cận Bình đến Hà Nội sẽ trùng với kỳ họp của Quốc hội khóa 15. Không biết ông Tập có phát biểu tại kỳ họp này hay không? Trước đó, ông Tập Cận Bình đã từng phát biểu tại kỳ họp Quốc hội Việt Nam trong chuyến thăm Hà Nội vào năm 2015. Việc này sẽ đánh giá đúng và đầy đủ về thực chất mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam. Chuyến thăm Việt Nam lần này của ông Tập Cận Bình diễn ra trong bối cảnh Việt Nam vừa nâng cấp quan hệ với Hoa Kỳ vào trung tuần tháng 9 vừa qua, một mối quan hệ ngang hàng với Bắc Kinh. Điều này đã khiến cho lãnh đạo Trung Nam Hải rất không hài lòng. Trong lúc hiện nay, Bắc Kinh và Hà Nội đang có vấn đề tranh chấp liên quan đến hồ sơ Biển Đông. Ông Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm Bắc Kinh vào tháng 10 năm 2000. Trong quá khứ giữa Trung Quốc với Việt Nam với những vấn đề bất đồng và đỉnh điểm là cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc diễn ra vào đầu năm 1979 cho đến hội nghị Thành Đô vào năm 1990, trong bối cảnh hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa tan rã ở Đông Âu, lãnh đạo Việt Nam buộc phải thúc thổ trước Trung Quốc. Kể từ đó cho đến nay, về mặt chính trị, Bắc Kinh luôn chủ động áp đặt luật chơi đối với lãnh đạo của Việt Nam. Nhận xét về chuyến thăm sắp tới của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, một kịch lãnh đạo báo chí Việt Nam đã nghỉ hưu từ Hà Nội đã nói với Thời báo.de theo điều kiện ảnh danh cho biết Trung Quốc sẽ không bao giờ từ bỏ ý muốn áp đảo đối với Việt Nam ở Biển Đông, mà còn trên tất cả các lĩnh vực, đó là những vấn đề sống còn của Việt Nam. Nếu như Trung Quốc bị mất vị thế nước lớn, thì bằng mọi cách họ sẽ cà khịa và gây sự đến cùng. Do đó, nếu Việt Nam không cảnh giác, thì rất dễ vướng vào cạm bẫy do họ mong giả. Và ông này cũng cho biết thêm, vấn đề giải bài toán Trung Quốc như thế nào là vấn đề mà chính quyền của Việt Nam, nếu vẫn theo nếp cũ thì đó là gần như đã là đầu hàng và bán nước chứ không còn là nhân nhượng nữa. Và cứ như thế thì họ sẽ đánh mất hết quyền lợi của quốc gia và dân tộc.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón tiếp Tổng thống Mỹ trong chuyến thăm Hà Nội. Công luận ở Việt Nam cho rằng Trung Quốc đã luôn dùng cái vòng kim cô chủ nghĩa xã hội để kiềm tỏa, ràng buộc Việt Nam. Chỉ mới đây thôi, khi có tin đồn Việt Nam và Mỹ sẽ nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất, Thiếu Vương Nghị đã lập tức gặp Phó Thủ tướng Việt Nam Trần Lưu Quang để mà cảnh báo Việt Nam không được xa rời lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Và bây giờ thì câu hỏi đặt ra rằng liệu lãnh đạo Việt Nam có vượt được qua rào cản ý thức hệ hay không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tập Cận Bình sang thăm Hà Nội để siết chặt vòng kim tỏa đối với lãnh đạo Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.